Hiểu để yêu thương. Dám vượt qua những nỗi sợ để yêu thương không những chỉ có lợi cho chúng ta trong đời sống tình cảm, mà còn là một sự tập dượt cho chúng ta để ta dám hết lòng theo đuổi đam mê và lý tưởng của mình sau này. Mỗi chúng ta đều có một ước mơ, thế nhưng đa số chúng ta chỉ luôn nuôi lớn ước mơ đó trong thế giới tưởng tượng của mình mà không có đủ dũng khí để theo đuổi nó tới cùng ngoài đời thật. Chỉ khi vượt qua được nỗi sợ trong tình yêu, chúng ta mới nhận ra tất cả những nỗi sợ được trói buộc ta từ trước thật ra không đáng sợ như vậy. Chúng ta bản lĩnh và can đảm hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Một trái tim dám yêu thương dù cho đã có nhiều tổn thương chính là trái tim mạnh mẽ nhất, và không có gì ngăn cản trái tim ấy hiện thực hóa ước mơ của mình. Hãy chấp nhận và yêu thương phiên bản hiện tại, cũng đừng quên trau dồi để tăng giá trị và nâng cấp chính mình. Chúc bạn nhu hòa như nước, bình an như đất, vững chãi như núi. Hãy học cách yêu lấy chính mình.